Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ tư ngày 24 tháng 10. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Ban chỉ đạo đề án 61 Trung ương làm việc tại Hưng Yên. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp môi trường Đại Đồng. Xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên tăng cường quản lý đất công. Sẵn sàng chuẩn bị cho Liên hoan chiếu chèo tỉnh Hưng Yên mở rộng lần thứ 2 năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo đề án 61 Trung ương do đồng chí Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh về tình hình triển khai thực hiện kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nông thôn giai đoạn 2011-2020 của tỉnh ta. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên khẳng định, thực hiện kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, hàng năm tỉnh và các địa phương đã trích ngân sách hàng chục tỷ đồng để hỗ trợ hội nông dân thực hiện đề án, đồng thời có nhiều cơ chế chính sách như chuyển đổi ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, đào tạo nghề, vì vậy đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp cho hiệu quả cao. Cùng với đó, khuyến khích thành lập các hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, tổ chức xúc tiến thương mại tiêu thụ nông sản cho nông dân và ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh, chế biến tiêu thụ bao tiêu nông sản cho nông dân, hỗ trợ nông dân chuyển đổi chăn nuôi xa khu dân cư. Đồng chí đề nghị đoàn công tác tổng hợp báo cáo với các bộ ngành trung ương xem xét đưa kinh nghệ của Hưng Yên vào danh mục cây dược liệu, hướng dẫn hỗ trợ phát triển ngành du lịch nông trại. Chính phủ cần định hướng quy hoạch cho các địa phương trồng cây đặc sản chuyên canh, hướng dẫn các địa phương tích tụ ruộng đất phù hợp với điều kiện thực tế. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Cao Quốc Hưng đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc triển khai đề án của Ban chỉ đạo 61 tỉnh. Đồng chí cũng yêu cầu Ban chỉ đạo đề án 61 tỉnh tăng cường sự chỉ đạo, phát huy vai trò trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo. Tỉnh cần chú ý đánh giá lại lĩnh vực nghề nông thôn để có giải pháp củng cố, quan tâm đến việc xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất đa dạng hiệu quả hơn. Tổ chức tuyên truyền, vận động các địa phương tiếp tục triển khai tốt hơn việc thực hiện kết luận số 61, đồng thời có sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm. Trước đó, đoàn công tác đã có buổi thăm, làm việc, tìm hiểu thực tế tại xã Chí Tân, huyện Khoái Châu, địa phương được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giải ngân nguồn quỹ hỗ trợ cho 32 hộ nông dân vay với số tiền trên 2 tỷ đồng để trồng và chế biến nghệ. Đến nay, các hộ đã phát huy hiệu quả nguồn vốn. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với ông Yasuki Kagayama, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp môi trường Đại Đồng về dự án khu xử lý chất thải Vũ Xá, huyện Kim Động. Tại buổi làm việc, ông Yasuki Kagayama đã báo cáo kết quả về việc xây dựng dự án khu xử lý chất thải Vũ Xá, Kim Động. Cảm ơn sự quan tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của tỉnh để dự án được xây dựng và hoàn thành tốt. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng mong muốn các nhà đầu tư đưa công nghệ tiên tiến giúp Hưng Yên xử lý được lượng rác thải sinh hoạt và rác thải công nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, để dự án đạt hiệu quả cao, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp môi trường Đại Đồng cần nói rõ về công nghệ xử lý rác và có mô hình thực tế để tỉnh kiểm chứng. Trước mắt yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Đầu tư cùng công ty nghiên cứu chọn địa điểm xây dựng lò đốt rác với công suất phù hợp cấp huyện. Nếu hiệu quả, tỉnh sẽ đồng ý cho công ty tiếp tục nhân rộng công nghệ với công suất lớn hơn. Chiều ngày 24 tháng 10, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức giao ban với các cơ quan báo chí trong tỉnh. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Trong tháng 10 năm 2018, các cơ quan báo chí bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và định hướng của Ban tuyên giáo tỉnh ủy, khắc phục khó khăn, hạn chế, tích cực chủ động thông tin kịp thời có hiệu quả, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tình hình thời sự trong nước, trong tỉnh. Đề cập đến nội dung tuyên truyền trong tháng 11, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy yêu cầu các cơ quan báo chí trong tỉnh cần tập trung tuyên truyền toàn diện các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và các ngành các địa phương, trong đó tập trung tuyên truyền đề án số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14, kỳ họp Hội đồng Nhân dân các cấp, nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 khóa 12 của Đảng, thông báo ý kiến,
số 977 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ thị số 07 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang, tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 11, đồng thời khuyến khích động viên phóng viên, cộng tác viên tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc thi do tỉnh và trung ương phát động. Sáng nay, sau phiên làm việc toàn thể tại hội trường, các đại biểu tiếp tục thảo luận ở tổ về vấn đề kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước hàng năm và giữa kỳ. Sự và phát biểu tại tổ 12 gồm đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Hưng Yên, Bến Tre, Sóc Trăng và Yên Bái, có đại biểu Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên chủ trì thảo luận tại tổ 12. Phát biểu thảo luận tại tổ 12, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho rằng với sự phát triển ổn định trong những năm vừa qua, chúng ta hoàn toàn yên tâm về việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực nông nghiệp. Chúng ta phải tập trung vào nông nghiệp. Cái này nó làm cho cái tình hình xã hội chúng ta ổn định, dân chúng ta ổn định. Đây mới cái nền tảng vững chắc cho đất nước mình. Theo tôi là trong cái này cần phải được nhấn mạnh. Sự cố gắng của chính phủ, sự cố gắng của các cấp các ngành, nhưng mà trong đó có địa phương là người ta lăn lộn về đưa nông nghiệp lên cao. Nhiều cái điển hình tốt lắm, tôi thấy tốt lắm. Ở trong thành phố, trong đồng phía Tây Nam Bộ, ở ngoài này các cái tỉnh miền núi phía Bắc, trước đây là khó lắm. Nhưng bây giờ có rất nhiều mô hình về ứng dụng công nghệ cao về nông nghiệp và đưa lại những kết quả rất tốt. Rồi chúng tôi đi chỗ Hưng Yên thì thuận lợi rồi. Rất là tốt rồi, phải nói là một cái tỉnh nông nghiệp bây giờ là các anh đã cân đối được ngân sách. Tôi muốn nói đây mới là cái vững bền của nền sản xuất đất nước ta. Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Đỗ Tiến Sĩ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh việc phát triển nông nghiệp ổn định đời sống của nông dân trong nông thôn vẫn là chìa khóa mang tính chất quyết định cho sự phát triển bền vững của một địa phương hay đất nước. Chúng tôi thấy rằng là cái nông nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp năng suất cao và nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao là vấn đề mà chúng ta vẫn phải quan tâm. Bởi vì trong cái nguồn thu cũng như để góp phần cái ổn định xã hội thì nếu cái công nghiệp thì giúp cho chúng ta cái nguồn thu tăng ngân sách. Nhưng để ổn định xã hội và ổn định trong cái đời sống nông nghiệp, nông dân và nông thôn thì cái việc quan tâm tới cái phát triển kinh tế nông nghiệp và đời sống của nông dân và ổn định trong nông thôn thì vẫn là cái chìa khóa mang tính chất quyết định cái sự phát triển bền vững của một địa phương hay của đất nước. Và trong cái thời gian gần đây, chúng ta đã thấy rằng là chính phủ rất là quyết liệt mà trực tiếp là các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước và trực tiếp hơn nữa là các đồng chí thủ tướng và các đồng chí phó thủ tướng là rất quan tâm tới cái công tác bán hàng và chế biến sản phẩm nông nghiệp. Bấy lâu nay thì chúng ta thường quan tâm đến công tác sản xuất, công tác giống cây con, tức là đầu vào của một cái chu trình sản xuất nông nghiệp. Nhưng cái mắt xích của chúng ta bây giờ là cái công tác bán hàng và chế biến. Tôi cũng xin được báo cáo lấy một ví dụ thôi. Như rất nhiều năm là Hưng Yên là sản xuất nhãn là bán rất khó. Nhưng năm nay lần đầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy là có chủ trương để chi 4 tỷ đấy cho cái công tác quảng cáo. Thì bây giờ là bán báo cáo các đồng chí thống kê sơ bộ như đồng chí Chủ tịch Ủy ban tỉnh là thu tới 1.400 tỷ đồng. Trong lĩnh vực nông nghiệp, các đại biểu cũng cho rằng dù đây là lĩnh vực có sự tăng trưởng xuất khẩu mạnh nhưng hiện nay tác động của biến đổi khí hậu ngày càng lớn. Chính vì vậy, cần mạnh mẽ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu, tập trung vào việc sản xuất sạch, sản xuất hữu cơ. Để đối phó với các vấn đề về chiến tranh thương mại, cần đa dạng hóa thị trường, đặc biệt là các thị trường có thặng dư thương mại lớn. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2015 trở về trước, tình trạng người dân làm nhà công trình phụ trên đất nông nghiệp, lấy đất bãi về làm vườn diễn ra khá phổ biến tại xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhờ sự vào cuộc tích cực của chính quyền xã và lãnh đạo các thôn trong thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên về quản lý đất công, tình trạng này đã giảm nhiều, tạo sự đồng thuận trong dư luận.
Quảng Châu từng là điểm nóng về vi phạm đất nông nghiệp khi nhiều hộ dân chuyển đổi từ trồng lúa sang thâm canh cây ăn quả, thường xây nhà, công trình phụ, chuồng trại với diện tích từ 30 đến 40 mét vuông, thậm chí hàng trăm mét vuông. Lúc cao điểm trên địa bàn xã có hơn 100 hộ dân vi phạm như thế này. Thực hiện giai đoạn 1 kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh, kế hoạch số 50 của Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên, xã Quảng Châu đã tăng cường tuyên truyền về luật đất đai, đồng thời rà soát và giải tỏa được 15 trường hợp vi phạm, thường xuyên tổ chức giao ban để đôn đốc, nhắc nhở và kiểm điểm đối với cán bộ địa chính, giao thông thủy lợi và lãnh đạo các thôn. Hàng tuần thì chúng tôi sẽ có họp giao ban, giao đồng chí phó tịch báo cáo, tổng hợp báo cáo chủ tịch ủy ban xã để nắm bắt được kịp thời để xử lý những trường hợp phát sinh, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và đối với các thôn họp dân quán triệt đối với từng hộ dân để đảm bảo cái việc kỷ cương chỉ đạo của ủy ban tỉnh cũng như ủy ban thành phố. Cán bộ chuyên môn của xã cũng phối hợp chặt chẽ với các thôn tăng cường kiểm tra và xây dựng kế hoạch để quản lý đất công, không để người dân vi phạm mới và tái vi phạm trên các diện tích đã giải tỏa, đặc biệt là việc ngăn chặn việc đào lấy đất bãi. Giao cho đồng chí trưởng thôn để các đồng chí có cái nhiệm vụ để kịp thời ngăn chặn các cái trường hợp mà vi phạm để đã đào cái đất của cái ven sông, đất bãi của thuộc diện tích đất nông nghiệp, nghiêm cấm không có trường hợp nào tái vi phạm trong thời gian vừa tới. Thế sau đó thì chúng tôi đã kiểm điểm đối với tất cả các đồng chí được phân công giao nhiệm vụ phụ trách, kiểm điểm từng đồng chí giao nhiệm vụ thì các đồng chí đã nhận thấy được cái khuyết điểm trách nhiệm của mình. Từ các biện pháp của thôn xã, trong đó chú trọng công tác vận động tuyên truyền nên từ năm 2017 đến nay ở xã Quảng Châu không phát sinh thêm trường hợp nào vi phạm đất đai. Người dân đã ý thức được các hành động xây nhà, công trình phụ trên đất nông nghiệp, hành lang giao thông, thủy lợi là trái pháp luật. Là xã có phát động là đất không ba được, không được phép xây nhà. Chúng tôi đã chấp hành nghiêm và cũng những gia đình mà đang xây ở công trình cũng dừng không xây nữa để thực hiện nghị quyết của xã đề ra. Bài học rút ra ở Quảng Châu trong quản lý đất đai chính là lãnh đạo xã phải sát sao chặt chẽ trong việc đề ra các giải pháp để quản lý hiệu quả đất công, quy trách nhiệm cụ thể cho cán bộ chuyên môn có kiểm điểm đánh giá theo từng tháng. Ngoài ra cần có sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của cán bộ chuyên môn và lãnh đạo các thôn, sự công khai minh bạch trong xử lý các vi phạm, qua đó mới tạo sự đồng thuận của người dân trong việc ngăn chặn vi phạm đất đai. Sau một thời gian mai một, hiện nay làng nghề gốm sứ ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang đang có tín hiệu hồi sinh trở lại. Nhiều hộ đã đầu tư máy móc, khôi phục phát triển nghề truyền thống này. Làng nghề gốm sứ hiện có 24 hộ sản xuất hoạt động trở lại. So với thời kỳ cao điểm giảm tới 2/3 số hộ, nhưng đã và đang có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế của địa phương. Trung bình mỗi lò hoạt động đã thu hút tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 23 đến 25 lao động với mức thu nhập khá cao, trung bình từ 12 đến 20 triệu đồng một người một tháng. Các chủ lò gốm cho biết để hoạt động được trở lại, các hộ đều phải liên tục đi học hỏi, sưu tầm cách làm mẫu mã mới phù hợp với thị hiếu của khách hàng, nâng cao chất lượng. Để khôi phục được làng nghề, các hộ cũng đang dần xây dựng và lấy lại thương hiệu uy tín và quan trọng nhất là tìm kiếm thị trường tiêu thụ thuận lợi. Theo quyết định 409 của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 31 tháng 1 năm 2018 thì đến hết năm 2018, toàn tỉnh phải hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động. Tuy nhiên, đến nay, số lượng lắp đặt hệ thống này mới chỉ đạt 30%. Đến nay mới có 12 trong số 37 đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, trong đó có 4 đơn vị đã lắp đặt đường truyền thông số dữ liệu nước xả thải về Sở Tài nguyên Môi trường là công ty Kerasera, công ty Hoya, công ty trách nhiệm hữu hạn Thăng Long nằm trong khu công nghiệp Thăng Long 2 và công ty Coirec Việt Nam nằm trong khu công nghiệp Phố Núi A. Việc lắp đặt hệ thống quan trắc tự động tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi, giám sát, quản lý lượng nước thải, các thông số kỹ thuật nhằm kiểm soát chất lượng nước thải ra ngoài môi trường. Hiện một số đơn vị như công ty trách nhiệm hữu hạn Chavaco và công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Pháp đã hoàn thành việc lắp đặt, tuy nhiên không có đường truyền dữ liệu về trung tâm, cũng như chưa có chế độ báo cáo thường xuyên, thế nên vẫn không thể kiểm soát được việc xả thải.
Mời quý vị và các bạn đến với mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Lâm đã hỗ trợ 234 triệu đồng xây sửa nhà ở cho các hộ nghèo trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Văn Lâm đã vận động các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn hỗ trợ xây và sửa chữa nhà ở cho 49 hộ nghèo với tổng số tiền hỗ trợ là 234 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp với Ban chỉ đạo hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo của huyện thẩm định để trình hỗ trợ xây sửa chữa 81 nhà ở cho người nghèo. Trong đó có 42 nhà theo quyết định 167/2018 ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2. Theo tổng hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường, toàn tỉnh hiện nay đang duy trì trên 1.000 mô hình bảo vệ môi trường do các tổ chức chính trị xã hội xây dựng. Điển hình như Hội Liên hiệp Phụ nữ với các mô hình đường hoa, chi hội xanh sạch đẹp, phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông, đường thôn xóm ba sạch, phế liệu sạch, Hội Cựu chiến binh với mô hình tự quản về vệ sinh môi trường, Hội nông dân với mô hình chi hội 30, Đoàn thanh niên với các mô hình làng xã xanh sạch đẹp, Tổ hợp tác thanh niên bảo vệ môi trường. Việc thành lập và duy trì hoạt động của các mô hình bảo vệ môi trường do các tổ chức chính trị xã hội xây dựng đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, thu hút đông đảo người dân tham gia thực hiện, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và ý thức hành động bảo vệ môi trường. Để về đích nông thôn mới vào năm 2016, Mặt trận Tổ quốc các cấp xã Cẩm Xá huyện Mỹ Hào đã cùng chính quyền vào cuộc tích cực trong việc tuyên truyền vận động người dân chung tay thực hiện hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí. Con đường xóm vườn nhánh trước đây là ngõ cụt, việc lưu thông đi lại gặp nhiều khó khăn. Năm 2014, ông Nguyễn Long Khoát đã đứng ra kêu gọi toàn thể các hộ dân làm đường. Nhiều hộ hiến từ 70 đến hơn 100 mét vuông đất như hộ ông Phạm Văn Quân, Phạm Văn Khải, Lý Quốc Việt. Cá nhân ông Khoát còn ứng tiền ra xây dựng để con đường sớm được hoàn thành. Là trước đường chỉ có 1,5 mét thôi. Thế là bây giờ là có chỗ là 6 mét. Từ ngày mở con đường thì bà con là rất phấn khởi, làm nhà làm cửa, là thứ hai là cũng tạo điều kiện cho bà con là cũng sản xuất kinh doanh, vận chuyển nguyên vật liệu là vào trong nhà là rất dễ. Không chỉ tích cực vận động nhân dân đóng góp xây dựng các công trình tại địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức hội đoàn thể xã Cẩm Xá còn tuyên truyền nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, vận động người dân thực hiện hỏa táng, xây dựng nghĩa trang đồng bộ cho người đã khuất. Trước lúc cụ ông yếu thì là cụ ông cũng có cái đặt vấn đề với các con các cháu là sau này ông mất đi thì là thực hiện theo cái phong trào thì đưa cụ đi hỏa táng để đảm bảo có mấy cái được là cái được thứ nhất là được cái phong trào của địa phương, được thứ hai là đảm bảo được cái vệ sinh môi trường, đỡ cái lãng phí cho gia đình. Cái bước đầu tiên anh em chúng tôi làm thì là phải thông qua trước là chi bộ. Sau khi chi bộ họp để quán triệt xong thì sau đó hội nghị quân nhân chính, sau đó đến cái hội nghị họp các dòng tộc của họ để triển khai cái việc này, sau đó là họp dân. Trong suốt cái quá trình thực hiện các cái cuộc họp như vậy thì nó đã xuyên suốt được trong tư tưởng người dân để thực hiện tốt cái việc này rồi. Thế cho đến thời điểm này thì chúng tôi khẳng định rằng là nhân dân đang thực hiện rất tốt và thực hiện ngày một tốt lên trong cái việc thực hiện cái nếp sống văn minh trong cái việc cưới việc tang. Do Mặt trận Tổ quốc các cấp đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân và có những hoạt động thiết thực trong việc thực hiện hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí, năm 2016, xã Cẩm Xá đã về đích nông thôn mới, góp phần quan trọng vào kết quả chung để huyện Mỹ Hào trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh. Chương trình thời sự xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sau khi Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên thông báo về việc tổ chức liên hoan chiếu chèo tỉnh Hưng Yên mở rộng lần thứ 2 năm 2018, từ đầu tháng 7 đến hết tháng 9 năm 2018, đã có hơn 40 chiếu chèo trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia. Bên cạnh các chiếu chèo của tỉnh Hưng Yên, năm nay có thêm nhiều chiếu chèo đến từ các tỉnh bạn như Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Hà Nội tham gia liên hoan. Trong gần 2 tháng qua, ban tổ chức đã trực tiếp tiến hành duyệt sơ khảo tại cơ sở. Theo như ban tổ chức chúng tôi thì năm nay là cái sức ảnh hưởng, cái sức lan tỏa của liên hoan chiếu chèo được mở rộng hơn năm 2016 và chất lượng thì đồng đều hơn. Các chiếu chèo năm nay chuẩn bị cho liên hoan chu đáo hơn,
họ có những cái trang phục kịch bản phong phú đa dạng hơn, có cả những tích chèo cổ này, có cả những cái tích chèo, những cái tiểu phẩm chèo, những cái hoạt cảnh chèo hiện đại. Trực tiếp đi đến với các chiếu chèo mới thấy hết được không khí của nghệ thuật chèo thấm đẫm trong đời sống của những người lao động, gạt đi những vất vả bận tộn của cuộc sống, những người nông dân, công nhân vẫn tranh thủ tập hợp lại cùng nhau say sưa với những làn điệu chèo mượt mà đằm thắm. Dù là không chuyên, nghiệp tư, nhưng các chiếu chèo đều tự trang bị khá đầy đủ các loại nhạc cụ, phục trang và có những giọng hát dường như không có sánh tới với giọng hát chèo chuyên nghiệp. Có chiếu chèo đã kịp chuẩn bị tới 3 vở có chất lượng tốt. Qua cái thông tin đại chúng của đài thì bản thân chúng tôi cảm thấy rằng tham gia cái liên hoan chiếu chèo lần này có quy mô lớn. Vậy thì bản thân chúng tôi phải cố gắng rất là nhiều và cũng hy vọng rằng sự quan tâm của đài cũng như là của lãnh đạo các cấp từ tỉnh xuống đến cơ sở làm sao tạo điều kiện để bản thân chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu làm sao đạt được những cái gì mà mình mong muốn và thỏa mãn cái điều đam mê của chúng bản thân. Qua quá trình thẩm định tư loại, đến nay ban tổ chức đã chọn ra 20 chiếu chèo tiêu biểu nhất tham dự vòng chung khảo sẽ được diễn ra từ ngày 26 tháng 10 đến hết ngày 28 tháng 10 sắp tới. Với niềm đam mê bộ môn nghệ thuật chèo truyền thống và mong muốn được thể hiện khả năng của mình, các chiếu chèo hứa hẹn sẽ mang đến liên hoan năm nay những tiết mục đặc sắc. Thưa quý vị và các bạn, vòng chung khảo Liên hoan chiếu chèo tỉnh Hưng Yên mở rộng lần thứ 2 năm 2018 sẽ được diễn ra từ 13 giờ 30 phút thứ 6 ngày 26 tháng 10 đến hết ngày 27 tháng 10. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào 20 giờ Chủ nhật ngày 28 tháng 10 và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Kính mời quý khán giả và nhân dân đến Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên dự và cổ vũ cho Liên hoan. Ngày 19 tháng 10 vừa qua, Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ đã cấp cứu thành công cho một sản phụ nguy kịch do mang thai ngoài tử cung bị vỡ. Sản phụ là chị Trịnh Thị Tiên, 34 tuổi, ở xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, mang thai lần 3, nhập viện trong tình trạng đau bụng, hoa mắt chóng mặt, đau nhiều vùng hạ vị, huyết áp hạ 80 trên 40mm thủy ngân. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán sản phụ bị sốc mất máu do chửa ngoài tử cung vỡ, tiên lượng nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, sản phụ Tiên đã được tiến hành mổ cấp cứu, kẹp cắt khối chửa ngoài tử cung để cầm máu, đồng thời được hai cán bộ y tế tại trung tâm có cùng nhóm máu truyền máu kịp thời. Đến nay, sau quá trình phẫu thuật và truyền máu cấp cứu, sức khỏe của chị Tiên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Theo khuyến cáo của bác sĩ, vỡ thai ngoài tử cung là một tai biến sản khoa rất nguy hiểm. Nếu thai phụ không được cấp cứu kịp thời, sẽ dẫn đến tử vong. Vì vậy, khi mang thai, sản phụ cần thăm khám định kỳ để sớm phát hiện, điều trị cho người mẹ, tránh nguy cơ và biến chứng là điều quan trọng nhất.